Ta muốn hỏi phù thủy một số chuyện được không? Ngươi muốn biết về điều gì? Ta muốn biết tại sao ngươi lại nguyền rủa vương quốc xinh đẹp này. Nói cho một kẻ sắp chết như ngươi thì cũng được thôi. Vì ta không thích những người làm việc tốt. Mẹ của ta vì giúp đỡ người khác nên mới gặp nạn mà chết. Người mẹ ta cứu chính là ba nàng công chúa. Nếu không có họ, mẹ của ta đã không chết và ta đã có một cuộc sống khác rồi. Ước gì ta có thể giúp đỡ được cho ngươi. Ta không cần ai giúp đỡ hết. Chỉ có những kẻ yếu ớt mới cần giúp đỡ. Ta là kẻ mạnh. Ta không sợ bất kỳ điều gì. Không đúng. Chúng ta phải đoàn kết, giúp đỡ nhau thì mới vượt qua khó khăn. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Ngươi lại may mắn như vậy được. Chắc chắn là ngươi đã giở trò gì đó. Ta không phục. Ta sẽ hủy diệt cả vương quốc này.